Trời mùa đông lạnh lắm. Mày muốn nó ra ngoài hả? Đây, mùa đông đây mọi người ơi, lạnh quá. Bộ bàn ghế nè. Nó với mày nó con. Ra ngoài lạnh. Tiếc quá trời, đã không? Đã không bà con? Để mở cửa cho mình mì ra nha. Lạnh chết luôn á. Chết cha, chết cha. Đúng luôn. Đúng luôn. Đúng luôn, sao đái được. Đúng luôn. Trời ơi, tội nghiệp chưa? Tội nghiệp ghê không? Tội nghiệp không? Trời ơi. Tội nghiệp không trời? Trời lạnh mà phải ra ngoài đó. Trời ơi. Một chút nữa là tuyết rơi nữa nha. Trời ơi, mà già đi ủi tuyết là tội chưa? Bây giờ để ủ tiết đổ mồ hôi luôn.